Đêm giao thừa Mậu Thân tại Sài Gòn. Dân chúng đang sửa soạn đón ông bà về vui xuân với con cháu. Tiếng pháo vang nổ rộn ràng với niềm mơ ước được hưởng ba ngày Tết, với những giây phút hạnh phúc và bình an. Trước Tết, quân Cộng sản Việt Nam đã tự động đề nghị ngưng bắn 3 ngày. Nhưng thật sự chúng đã âm mưu từ trước để lợi dụng sự kém cảnh giác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và mở cuộc tổng tấn công trên hầu hết các thành phố lớn ở miền Nam Việt Nam. Trong dịp 3 ngày Tết, lại cộng thêm hiệp ước đình chiến, Bộ Tổng Tham mưu đã cho phép 50% quân số được về sum họp với gia đình để được hưởng một mùa xuân hạnh phúc bên người thân. Không ai ngờ rằng Cộng sản Việt Nam có thể lật lọng mở chiến dịch tổng công kích tổng nổi dậy Mậu Thân năm 1968. Bắt đầu lúc 2 giờ khuya ngày mùng 1 Tết, 15 tiểu đoàn quân Việt Cộng tấn công những vị trí trọng yếu của Việt Nam Cộng Hòa trong khu vực thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn. Những đơn vị của Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 Việt Cộng sẵn sàng gửi quân tăng viện khi cần. Ngay khi xảy ra trận đánh vào thủ đô, phía miền Nam chỉ có tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 8 nhảy dù, chuẩn bị chuyển quân ra tiếp ứng cho chiến trường Khe Xanh, vùng 1 và vùng 2 chiến thuật. Việt Cộng chiếm Đài Phát Thanh, chuẩn bị sẵn một cuốn băng tuyên bố giải phóng Sài Gòn và nói là đã bắt được Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu. Thế nhưng, ngay trong đêm mùng 2, tiểu đoàn dù đã tái chiếm lại được Đài Phát Thanh ngay lập tức, cũng như giải tỏa cổng số 4 của Bộ Tổng Tham mưu và bảo vệ phi trường Tân Sơn Nhất. Trong lúc đó, Bộ Tổng Tham mưu đã kịp thời đưa quân tăng viện vào Sài Gòn, với các lực lượng thủy quân lục chiến, biệt động quân, nhảy dù, cảnh sát quốc gia, phối hợp với quân đội Hoa Kỳ mở cuộc phản công. Những cuộc chạm súng mãnh liệt ở những khu vực như Bà Quẹo, ngã tư Bảy Hiền, Phú Thọ Hòa, Ba Điểm, Tân Phú, Xóm Mới, Gò Vấp. Giặc pháo kích dữ dội vào các địa điểm đóng quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cũng như mở các cuộc khủng bố nhắm vào dân chúng. Người dân tán loạn tìm đường chạy trốn, tạo nên một cảnh hỗn độn chưa từng có tại Sài Gòn. Xác chết nằm vương vãi khắp nơi, tiếng la tiếng khóc ngập trời. Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị dưới đất, mở các cuộc banh tạc vào địa điểm của địch. Thế nhưng, các cánh và quân đặc công Việt Cộng vẫn còn phân tán và bám sát vào dân chúng, đặc biệt là ở những khu lao động như Bình Đông, Phú Thọ và Gò Vấp. Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải gian nan lắm mới diệt được địch và đẩy lui chúng ra khỏi vùng thủ đô. Việt Cộng thiệt hại rất nặng. Gần như toàn bộ lực lượng của chúng tại miền Nam đã tiêu tan trong dịp này. Những người dân vô tội chết cũng không ít. Người ta ước lượng có đến 14.000 người đã tử vong trong cuộc tấn công của giặc. Đến ngày 10 tháng 2 năm 1968, chỉ còn khoảng 100 tên xuất hiện lẻ tẻ trong đô thành Sài Gòn. Ngày 12 tháng 2, các đơn vị biệt động quân tạo thanh ra vùng Ven Đô ở Phú Lâm và khai tử cuộc tổng công kích Mậu Thân của quân Cộng. Còn tại miền Trung, đúng 3 giờ rưỡi sáng rạng ngày mùng 2 Tết năm Mậu Thân 1968, tiểu đoàn 800, tiểu đoàn 802 và tiểu đoàn 12 đặc công của trung đoàn 6 Cộng sản Bắc Việt khởi đầu cho cuộc tổng tấn công cố đô Huế. Sau đó, hỏa tiễn 122 ly của Việt Cộng dội dồn dập lên khu thành nội, trong khi các tiểu đoàn 800 và 802 cùng tiểu đoàn 12 đặc công Việt Cộng lặng lẽ trườn vào cửa Tây Hoàng Thành, băng qua con hào rộng, áp sát vào khu vực phòng thủ của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh. Đêm 31 tháng Giêng năm 1968, thành phố Huế hơn 300 năm, kinh đô của nước Việt hưng thịnh, một lần là Đại Nam, lại chìm trong vũng tối. 5 ngày sau khi Cộng sản chiếm được Huế, Đài Phát thanh Hà Nội đã loan báo đã bắt giữ một số những kẻ ác ôn và trừng phạt. Nhưng sau khi Huế được chiếm lại, người ta nhận ra đã có một cuộc thanh trừng có tính toán đã được thực hiện. Bộ đội Cộng sản đã hành quyết 1.892 viên chức hành chánh, 38 cảnh sát viên, 70 người mà chúng gọi là cường hào ác bá.
khoảng 2.800 tử thi được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể. Nhiều người bị chôn sống và hành quyết một cách tàn bạo. Quân Cộng sản vào tận từng nhà dân, kêu gọi mọi người ra tập họp để chúng phân loại thành từng phần. Chúng tịch thu tất cả máy thu thanh để mọi người không còn được biết tin tức chính xác và tuyên truyền là cả nước đã lọt vào tay địch. Những người bị kêu đi trình diện học tập, họ bị buộc phải đào những hố lớn nhỏ mà Việt Cộng bảo là để núp tránh máy bay oanh kích. Nhưng khi đêm xuống, chính những nạn nhân này đã bị đập đầu, bị chặt tay chân, bị bắn hay bị trói thành từng chùm từ 10 đến 15 người, xỏ bằng dây kẽm gai, rồi bị đạp xuống hố chôn sống. Người ta tìm thấy rải rác những mộ chôn tập thể ở khắp nơi, ở trường trung học Gia Hội, ở chùa Tăng Quang Tự, hơn 30 mộ chôn tập thể ở Bãi Dâu, 20 mộ chôn ở Lăng Tự Đức. Những người trốn lánh không ra trình diện, bọn chỉ điểm đi lùng sục gắt gao, tìm thấy ở đâu bắn chết ở đó. Việt Cộng cột những nạn nhân thành chùm, ngồi vòng tròn quanh một thùng phi xăng rồi đốt cho chết cháy. Binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bị bắt ngồi vòng tròn trên mấy quả mìn rồi giật cho nổ tan xác. Đồng bào Công giáo ẩn náu trong nhà thờ Phú Cam bị giặc xông vào bắt đi hàng trăm thanh thiếu niên. Người ta ước lượng trong 26 ngày kiểm soát thành phố Huế đã có trên 5.700 người bị giết và mất tích. Hàng ngàn bộ xương ai oán nằm rên rỉ than van dưới những đáy mộ tập thể. Những suối nước mắt của những người còn ở lại than khóc chảy thành một đại dương mặn đắng và tiếng kêu gào vang vọng lên tới trời xanh. Những vành khăn tang trắng chụp lên đầu người dân vô tội trong tiếng khóc than não nùng, đến cây cỏ cũng phải gục đầu. Nhưng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu phản công. Lữ đoàn 1 nhảy dù từ An Lỗ hành quân trở về đến An Hòa, rồi rẽ sang làng Đốc Sơ, đã giao tranh ác liệt với quân phục kích Việt Cộng. Quân dù đánh quá dữ, Cộng quân buộc phải tháo chạy vào đại nội. Quân dù vào được cửa hậu thành Mang Cá. Tiểu đoàn 3 của trung đoàn 3 bộ binh về đến khu chợ Nam Giao cùng chạm súng nặng với địch. Nhảy dù tăng cường thêm tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 phối hợp với các đơn vị đánh vào thành nội. Đại đội Hắc Báo nhận nhiệm vụ mở đường ra chợ Bảo Vinh để lập đầu cầu tiếp tế đạn dược. Lữ đoàn 1 nhảy dù cố tiến quân giải tỏa khu vực thành nội, nhưng địch nhất quyết giữ. Hai bên đã kịch chiến dữ dội và đều thiệt hại nặng nề. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1968, chiến đoàn A thủy quân lục chiến được không vận ra thay thế. Phối hợp với thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tràn lên đánh cận chiến, giành giật từng góc phố, từng căn nhà. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài suốt 23 ngày, thì Liên đoàn 1 Biệt động quân được lệnh tham chiến với hai tiểu đoàn 21 và tiểu đoàn 39 Mũ Đồng. Sáng ngày thứ 23, toàn quân ta tổng phản công. Quân Việt Nam Cộng Hòa biết được tên chỉ huy lực lượng địch trong thành nội đã tử trận, và chúng đã cạn kiệt đạn dược và tiếp liệu. Tướng Ngô Quang Trưởng quyết định mở cuộc đột kích cuối cùng. Rạng sáng ngày 24 tháng 2 năm 1968, những chiến sĩ của tiểu đoàn 2, trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 1 bộ binh tấn công dữ dội lên các chốt của địch còn cố bám phía nam tường thành. Quân ta tràn ngập các vị trí cuối cùng của cộng quân. Một chiến sĩ đã moi từ trong ngực ra một lá cờ Việt Nam màu vàng ba sọc đỏ rất lớn. Và trong lúc các đồng đội kéo lá cờ đỏ xuống, lá cờ Tổ quốc được các chiến sĩ sư đoàn 1 bộ binh kéo lên, bay phần phật trong gió sớm, trong tiếng reo hò chiến thắng vang dậy của quân ta. Sau 26 ngày đêm chiến đấu gian khổ, sư đoàn 1 bộ binh, thủy quân lục chiến và biệt động quân đã chiếm lại được Huế. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa không bao giờ có cái ý định đánh Việt Cộng nếu Việt Cộng không xâm nhập qua vĩ tuyến 17. Chúng tôi chỉ cần cái vĩ tuyến 17 trở xuống được yên vui và dân chúng được sống an bình. Đối với tôi thì chiến tranh đó là
một bên đó thì mình nói là mình có chính nghĩa bởi vì mình bảo vệ miền Nam, cái đó là bắt buộc. Còn cái bên kia phía Việt Cộng đó, thì mình thấy rõ ràng đó là họ xâm lược, chứ có bao giờ mà các anh thấy mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà đi qua cái vượt qua vĩ tuyến 17 để mà gây chiến bao giờ chưa. Thành ra tôi thấy cái chiến tranh đối với tôi đó, chiến tranh tôi có chính nghĩa, thành ra tôi phải chiến đấu thôi.